cuisine. 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 Cuisine có ạ? Cuisine means women, hả? Women. Women. Lady. Women. And how about beautiful? Hả? Beautiful suy. 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 À. Suy ngam. Beautiful. Yeah. Suy. Thai. Thai cuisine is suy. Suy. Oh. Yeah. Thai cuisine suy. Yeah. No, Thai cuisine suy. Việt Nam cô duyên very sui. Very sui. Sui. Sui in Vietnamese language is means unlucky. Unlucky. No. Yeah. But in Thai means beautiful. Mm. Không? Ở Việt Nam mình là chữ sui là không may mắn, kém may mắn. Còn ở Thái là sui là đẹp nha. Cho nên mình đi ra đường mà mình gặp gì? Mình gặp gái đẹp mình kêu xui ở Thái. Xui. So if in Vietnam you meet a lady and you call, oh, you are xui. Xui. Then xui. They will beat you. Oh. Mm. Because xui is very bad luck. Bad luck. Understand what I mean? Oh. Ở Việt Nam mà mình gặp em gái mà kêu, oh, gặp em xui, nó dí chợ, nó dí vỏ trà, nó đập cho chết luôn. Còn ở Thái thì gặp em gái mà kêu xui là em khoái lắm, là you are beautiful. Là quá đẹp, em quá đẹp. Ồ, anh bác tài này giờ vui tính như sao? What's your name, mister? Name? Yeah, Noi. Your name. My name is Noi. You? Noi? Yes, I'm Noi. Oh. Oh, let me see. Oh, okay. Noi. Noi. My name is Noi. Oh, Mr. Noi. Yeah, yeah. N-O-I. And you? My name's Dien. Bien. Dien. 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 D. Yeah. Dien. Dien. D-I-E-N. Oh, Dien. D-I-E-N. Yeah. Dien. How old are you? Sorry. You think? You think? 54. Again. Again. 60. Oh, I am 64. Trời ơi, ông này 64 tuổi anh Sơn. Oh, Mr. Noi is 64. Yes, 64. My friend 62. Oh, oh. But he's much older than you are. À. Nói là anh Sơn là 62 tuổi mà nhìn anh Sơn trẻ hơn ổng nhiều quá. Nói đùa cho nói trẻ hơn ổng, già hơn ổng nhiều quá. Wow. Like Phu Yên xôi xôi. Chop, chop. Chop, chop. Phu Yên. Like. Like chop. Chop Phu Yên xui xui. Chop Phu Yên xui xui. Yeah. What does it mean? I like beautiful girl. Yeah. Can you teach me? Can you teach me one again? Huh? I like. Can you say again? Chan chop Phu Yên xui. Chop Phu Yên xui. Yeah. So I like beautiful women. Yeah. Chop Phu Yên xui. Đó. Chop Phu Yên xui. Chop Phu Yên xui là tôi thích các phụ nữ đẹp. Yeah. Chop Phu Yên Xui. Chop Phu Yên Xui. Make me happy. Chop means I, right? Like. Chop Phu Yên. Chop. Oh. Like. Chop Phu Yên. Chop Phu Yên. Oh, chop là like. Like, yes. Like. Từ chop là nghĩa là thích. Còn Phu Yên là. Phu Yên là. What does it mean, Phu Yên? Phu Yên. Phu Yên là woman, hả? À, Phu Yên woman. Oh. Nó không có chủ từ thôi. Chop Phu Yên Xui. Yeah. Còn thích trai đẹp thì if I like handsome man. Handsome chop lúc lòn á. Lúc lòn. Handsome này Puchai. Puchai. Man. Man. Oh. For man. For man. Puchai. Chop lúc lòn. Chop lúc lòn. Chop Phu Yên Xui Xui. Chop Phu Yên Xui Xui. Phu Yên Xui. Beautiful girl. So this is 60 you are 64 years old? Yeah, 64. Oh, ông 64 tuổi rồi. You have wives and children? Oh, I have two. Oh. One son, one daughter. One son, one daughter. Yes. Oh,
I think your son. You think? 40 years old? No. No. My son, 36. Oh, 36. Oh. My daughter, 29. Oh. Now I have 4 grandsons. Oh, ông có 4 cháu nội rồi, dữ thiệt. Con trai là năm nay 36 tuổi, con gái 29 tuổi. Oh. They are all married? Now married. Oh, now they're married. Okay. Oh. But where do you stay? You stay in, you live in Chiang Mai or yeah. Where? Yes, I born here. Oh. I was born here, but I live outside another district. Oh, another district. Ông sinh ở đây nhưng mà ông sống ở gần đây thôi. Ông là gốc là đẻ ra ở Chiang Mai nhưng mà giờ ông sống ở bác là vui quá. So this car is this taxi is yours or you rent from the company? Yes, the company. Oh. How many years do you drive taxi? For taxi about 4 years ago. Oh. And for the last cab 13 years. 13 years before go to taxi, right? Yeah, before taxi different to taxi. Là ông lúc ông về hưu rồi ông mới chạy taxi, lái taxi 4 năm, năm nay ông 64 tuổi đúng rồi. Yeah, understand. Trước đó là ông lái xe. Bốn xe đã tới. Không ạ. Okay. Đây quý vị các bạn thân mến, cho mọi người xem đường phố Chiang Mai một chút xíu. Bây giờ mình sẽ ra một cái bến xe tên là gì á ta? Để di chuyển đi Pai. When you back from Pai? Want to stay in Chiang Mai? Monday. 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 Have you been here before? No. Never. Never. Okay. First time to Chiang Mai and. Okay. You back to Pai to Chiang Mai Monday. Mm. Monday. How long are you stay in Chiang Mai? No. We don't stay back in Chiang Mai. Stay in Pai. Two nights. And then we go back to Chiang Mai and we go straight to Suvarnabhumi airport. And I go back to Sài Gòn. Thế ông này nói chuyện mùa vui quá. How do you think about Vietnamese ladies? Beautiful or not beautiful? I think look like Thai people. Look like Thai people. Sometimes Vietnam to Chiang Mai, I know. Oh, are you Thai? No, Vietnam. Bác này bác bảo là bác gái Việt Nam, con gái Việt Nam cũng giống như con gái Thái Lan, đẹp giống gái Thái Lan. Nhiều khi ổng bị ổng nhìn ổng nhầm á. Football Việt Nam. Football. No, before Thai football number one. But now Việt Nam football is. Going up, huh? only Thailand is no good, because Thai football, American come to team football Thai, only Thailand no good. You understand. Mm. Because in Thailand team, there are many other players from. International. Yeah. Nói là đội tuyển Thái Lan là có nhiều cầu thủ quốc tế quá, cho nên mới đá được hay vậy. Còn Việt Nam mình là toàn giờ đá là cầu thủ Việt Nam, cho nên là ông nói là giờ bóng đá Việt Nam mình xịn hơn. Bóng đá Thái vậy là không ai, chưa tốt, không hay. Đây thì bến xe này là gì, bến xe cái tên gì á? Mở cho mọi người. Tên Para gì đó? Dạ, Premacha. Premacha thuộc Pai. Premacha. Dạ, Premacha mini thì phải Pai. Có ticket. Premacha. Dạ. Yeah. Ok.
Have you booking the ticket? Rồi quý vị các bạn thân mến, tức là cái cách để mình đi từ Chiang Mai mình đi tới Pai. Đó là mình xuống sân bay Chiang Mai xong mình bò mình bắt taxi. Đấy, một cái taxi như thế này. Thì nó khoảng 250 baht tức là khoảng chừng trăm mấy chục. Quất ngại của năm. Con lướt. Đấy. Bắt xe ra cái bến xe Prem Prem Pracha, Prem Pracha Transport để bắt một cái xe lớn nữa đi đi Pai. Ở trên đường đi thì không, mình cũng tranh thủ mình nói chuyện với bác tài xế. Thấy bác tài xế này vui tính, người Thái vậy đó, từ làm cái từ cái người bán cửa hàng cũng dễ đâu đó không đấy. Oh yeah, good luck to you my friend. Yeah. Take a photo. Okay. Nice to meet you. He's 62 years old. Oh. My friend, đứng vô chụp hình. Ok, xoay đây tí nè. Ok. Rồi, 3, 2, 1. Rồi, 3, 2, 1. Ok. Thank you very much. Good luck to you. Ok, so, good luck, my friend. You, good luck. Ok. Mình chạy không có đi à? Chạy không có đi à? Tâm tâm đi 8 người thôi, 2 chiếc đi cho nó khỏe. Ờ. Không. Bao nhiêu? Dạ. Ok. Đấy, you got it. Okay. Cảm ơn. 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 À, nếu mà nói cặp cun treo là BD, lady boy. Xuôi xuôi, xuôi xuôi. Bất cặp cun quá. Cặp cun crab. Cặp cun crab from Bangkok, but here. Cặp cun treo là not cặp cun treo, ý chứ mà cặp cun crab, same Bangkok. Oh, cặp cun crab. Ở Việt Nam là ở Chiang Mai là cặp cun crab. Nếu mà nói cặp cun treo là mình là lady boy. Là BD. Lady boy. Cặp cun treo, lady boy. You are lady boy. No. Are you like little boy? Yeah. Do my ticket over there, sir. Okay, thank you very much. Yeah. Ôi, mình tiếp cho ổng 50 bạc nữa. Ông chia trong kia 20 nữa được. Ôi, sống tình cảm quá ha. Bây giờ 3 giờ 5 tiếng rồi, 3 tiếng nó phải nữa. Thì cũng phải đi với giờ ta. Còn bây giờ tiếng này chùa.